Như thường lệ, tối chủ nhật hàng tuần, bản tin Nhật ký cuộc sống lại dành một phần thời lượng để giới thiệu đến quý vị về các mô hình sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm sạch. Tuần này, chúng tôi dành một phần thời lượng để cùng quý vị và các bạn nhìn lại một khu chợ đặc biệt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, đó chính là tuần lễ nông sản an toàn diễn ra từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp. Tuần lễ này được coi là thành công nhất từ trước đến nay. Lý do khiến cho tuần lễ này hút khách là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Mỗi ngày, quầy này bán được khoảng 500 kg. Như vậy là cả tuần bán được khoảng gần 4 tấn rau quả các loại. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay. Cách đó không xa, có quầy hàng không còn sản phẩm để bày bán. Nói chung là cũng được, mình thấy cũng được. Vì nó vào đây là chắc chắn là chất lượng nó vẫn tốt hơn. Từ hôm tổ chức hội chợ thì mình thấy là hàng hóa là bán rất là nhanh và rất nhiều mọi người quan tâm đến sản phẩm của công ty mình. Đại diện Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp cho biết, chưa thấy hội chợ nào mà hàng hóa lại bán chạy như tuần lễ nông sản an toàn năm nay. Một phần lý do vì đây là lần đầu tiên có một hội chợ dành riêng cho nông sản an toàn. Lần này thì chúng ta chủ yếu là về cái vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề mà cả nước đang quan tâm hiện nay. Và có rất nhiều những cái công ty, những cái sản phẩm có thể là không đủ để cung cấp cho người tiêu dùng lần này. Và đây cũng chỉ là một cái mô hình thí điểm của Bộ Nông nghiệp. Chứ còn cái quan trọng là từ cái mô hình thí điểm này thì các địa phương cũng sẽ với cách làm này sẽ tổ chức và địa phương thực thi là chính. Chứ còn Bộ Nông nghiệp chỉ làm mang tính chất là mô hình thôi. Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất lại nằm ở căn phòng xét nghiệm nhanh sản phẩm của hội chợ. Trước khi quyết định mua sản phẩm, nếu còn nghi ngờ về độ an toàn, người tiêu dùng có thể mang mẫu vào xét nghiệm. Trong suốt thời gian hội chợ diễn ra, đã có hàng trăm mẫu nông sản được người tiêu dùng mang đến làm xét nghiệm nhanh. Mình hôm nay thực ra là đi mua một số sản phẩm để cho nó chắc chắn theo giới thiệu của nhà sản xuất. Thì mình muốn đến cái phòng kiểm tra này để mình kiểm tra lại xem có đúng như cái nhà sản xuất đã công bố không. Ý nghĩa của cái phòng này thì tức là giúp cho chúng ta kiểm sàng lọc, xác định ban đầu, kiểm tra nhanh một số các cái chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm trên một số cái sản phẩm cụ thể. Người tiêu dùng đang khát nông sản sạch. Tuy nhiên, họ chỉ có thể thoải mái bỏ tiền mua và dùng khi chính họ là một người giám sát, được tận mắt nhìn thấy bằng chứng khẳng định nông sản đó là an toàn.